Những cung đường, những danh thắng, những con người và bảy tính cách lãng mạn, vui nhộn và có cả những giọt nước mắt. Hành trình kết nối những trái tim, hành trình đi tìm tình yêu của bốn chàng trai và ba cô gái. Phát sóng lúc 22 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. VAD cơ, thương hiệu. Đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây là đến Nha Trang rồi, nhưng mà chưa được đi những bãi biển đẹp, những quán nước với những cô gái xinh quá là bực mình. Và mây nó lại đi vắng.